Đây mình đang ở chỗ nào đây? You are happy. Nàng chút xíu. Đấy, giờ đi ra đang ấy là chỗ nào? Giờ đi ra đi tạm bảo, tạm bảo. Mấy là đang ở nhà số 12, bây giờ mình đi thẳng lên số nhà 14 này, nhà 3 tầng là to nhất. À, thế thì mình là phải đi ra đây để xong rồi đi sâu vào trong. Xong rồi mới đi ra, vào tháp. Đúng không? Đúng rồi. Đấy. Thế thì nó đi vào trong đây chứ? Ừ, đi vào đấy. Đi vào trong đây vào đi. Đây có đường đi. Muốn ra vào tháp thì phải đi thế. Đây là cả người, có người. Đi đâu thì nữa, anh Tấn kiểu là chụp thành người thẳng lên ngón ra phía. Xong máy anh Tấn là vừa quay có cả chụp mà. Đây này, máy anh vừa quay đâu có chụp luôn đây này. Đấy. Chụp về làm gì? Anh cứ ngu cứ phải quay video xong lại trở về để video. Không phải. À, chụp về máy. Có biết đâu mà không phải cái gì chưa? Nhìn nên người ta bảo. Dap 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 d